Các bạn ơi, bây giờ thì cùng mình khám phá xe đồ chơi nào. Đây, mình giới thiệu với các bạn, đây là một chiếc xe ô tô này. Đây là một chiếc xe ô tô 9 năm tốc độ đỉnh cao này các bạn ơi. Các bạn ơi. Ui, các bạn ơi, đây là một chiếc xe ô tô địa hình nữa này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe ô tô địa hình. Ui, các bạn ơi, đây là một chiếc xe ô tô cảnh sát này. Wow, đẹp quá các bạn ơi. Ui, đó, đẳng cấp không? Ui, đây có một chiếc xe ô tô cảnh sát G63 này các bạn ơi. Ui, xịn sò quá các bạn ạ. Đây là một chiếc máy cày ruộng này các bạn ơi. Máy cày ruộng xịn quá. Đây là một chiếc máy cày ruộng này các bạn ơi. Ui, đó, đây cũng là một chiếc máy cày ruộng này. Ui, hay chưa, hay chưa. Ui, các bạn ơi, hay quá các bạn ạ. Ừ, một chiếc ô tô. Ui, đây mình phát hiện ra một chiếc ô tô này. Ừ, ừ, một chiếc xe cần cẩu, tìm thấy một chiếc xe cứu hỏa, xe trộn bê tông này các bạn ơi. Ui, đây có một chiếc xe ô tô, à, xe trộn bê tông xịn sò này các bạn ơi. Ui, đây nữa, mình lại tìm thấy một chiếc xe trộn bê tông nữa này các bạn ơi. Đó, ui, đây là xe trộn bê tông này. Ui, ở đây mình còn phát hiện ra có một chiếc xe này là một chiếc xe. Ui, ở đây mình phát hiện ra có một chiếc đây là con cá này, con cá này. Ui, đây có một chiếc xe máy xúc cát này các bạn ơi. Ui, máy xúc cát này. Ui, ở đây mình phát hiện ra rất là nhiều xe đồ chơi nữa này các bạn ơi. Đây mình xem ở đây có những chiếc xe gì nào. Ui, các bạn ơi, ở đây có nhiều xe quá. Đây rồi, mình giới thiệu với các bạn từng chiếc xe một nhá. Wow, có nhiều xe quá các bạn ạ. Ui, nào mình xem nào. Các bạn ơi, đây mình phát hiện ra có mặt nạ của người sắt này. Mặt nạ người sắt giải cứu thế giới này các bạn ơi. Ui, đẳng cấp chưa này các bạn ơi. Ui, đây là có một chiếc ô tô đủ đội trưởng Mỹ này các bạn ơi. Ui, ở đây mình phát hiện ra rất là nhiều xe nha. Xe cần cẩu, máy xúc, xe tải này, xe trộn bê tông kìa. Ui, các bạn ơi, ở đây mình phát hiện ra có cả xe cứu thương kìa, máy bay trực thăng kìa. Ui, xe tải này. Ui, đây là một chiếc xe tải xịn sò này các bạn ơi. Ừ, ui, đẳng cấp chưa các bạn ơi, ngầu chưa. Ui, hay chưa, hay chưa. Ui, các bạn ơi, mình giới thiệu với các bạn, đây là một chiếc xe cứu hộ nha. Đây là một chiếc xe cứu hộ. Ui, động cơ rất là mạnh nha các bạn ơi. Ui, hay chưa. Nào, mình giới thiệu với các bạn, tiếp theo là một chiếc xe Pip này. Đây là một chiếc xe Pip rất là đẹp này các bạn ơi. Ui, động cơ rất là mạnh này các bạn ơi. Ừ, các bạn ơi, tiếp theo nào, mình giới thiệu với các bạn, ở đây có rất là nhiều xe nữa nha. Đây là một chiếc xe cứu thương này các bạn ơi. Ui, đó, đây là một chiếc xe ô tô 9 năm tốc độ đỉnh cao này các bạn ơi. Ui, đẳng cấp không? Ừ, đây là một chiếc xe ô tô tốc độ đỉnh cao này, xe chạy bằng 6 bánh này các bạn ơi. Ui, bốc đầu luôn. Quen, một chiếc xe ô tô máy này các bạn ơi. Ở đây mình phát hiện ra đầu khủng long bạo chúa siêu to khủng lồ. Đây là đầu khủng long bạo chúa siêu to khủng lồ này. Ui, mở. Ui, ở bên trong có rất là nhiều con khủng long này. Mình xem nào. Ui, có một con khủng long. Wow, khủng long này ngầu quá các bạn ạ. Đây khủng long này, khủng long đội mũ này các bạn ơi, khủng long đội mũ này. Ui, khủng long cổ dài này các bạn ơi. Wow, khủng long. Ui, nào bây giờ mình giới thiệu với các bạn, ở đây còn có cả xe này, là một chiếc xe mô tô cảnh sát này. Ui, một chiếc ô tô bay này các bạn ơi. Đây là ô tô bay xịn sò này các bạn ơi. Ui, đẳng cấp chưa, đẳng cấp chưa. Wow, ô tô bay. Ui, hay chưa, hay chưa. Xoay tròn. Wow, mình đã phát hiện ra một cái gì ở đây rồi, để mình bới ra nào các bạn ơi. Wow, tô khủng long các bạn ơi, đẹp quá các bạn ạ. Wow, các bạn ơi, đẹp quá. Mình sẽ bóc những cái chiếc ô tô này ra cho các bạn xem nhá. Wow, đẹp chưa các bạn ơi. Wow, ôi, các bạn ơi, đây này, mình sẽ giới thiệu cho các bạn xem này. Wow, đây là một chiếc ô tô khủng long chở gỗ này các bạn ơi. Wow, đẹp quá. Màu xanh nhá các bạn nhá. Đẹp chưa. Mình sẽ để chiếc ô tô khủng long ở đây. Wow, tiếp theo các bạn ơi, lại là một chiếc ô tô khủng long. Đây là một chiếc ô tô khủng long để đựng đấy. Chở nhá các bạn ơi. Một chiếc ô tô khủng long tiếp này. Có cần múc, cần kéo này các bạn ơi. Đẹp chưa các bạn ơi. Wow. Wow, và đây cũng là một chiếc ô tô khủng long bồn nhá các bạn ơi. Một chiếc ô tô khủng long trộn bê tông. Wow, siêu đẹp các bạn ơi. Wow, đẹp quá các bạn ạ. Tiếp tục các bạn ơi. Tiếp tục nào các bạn ơi. Wow, đây lại là một chiếc máy xúc và một chiếc xe ben. Đây có một núi cát tiếp này các bạn ơi. Mình sẽ múc ra xem ở trong núi cát này có gì nhá các bạn nhá. Lấy cần múc, múc nào các bạn ơi. Múc trước, múc lên nào. Wow, mình đã phát hiện ra có điều gì rồi các bạn ơi. Wow. Wow,
đây lại là một túi đồ chơi này các bạn ơi. Một túi đồ chơi cũng hình các loại ô tô luôn. Một túi đồ chơi cung trình nhé các bạn ơi. Để mình bóc ra cho các bạn xem nhé. Wow, đẹp quá các bạn ơi. Wow, đẹp chưa? Một túi, để mình xem nào. Wow, đây các bạn ơi, mình cho các bạn xem nhé. Một chiếc ô tô cần cẩu này các bạn ơi. Màu vàng này, màu đen đẹp quá các bạn ơi. Gồm có 4 bánh xe này. Wow, rất là đẹp các bạn ạ. Wow, mình sẽ để đây, mình sẽ múc cát cho bạn xem này. Wow, một chiếc ô tô đẹp chưa? Wow, tiếp theo, một chiếc xe ben. Wow, một chiếc xe ben màu đỏ này. Mình sẽ múc cát từ chiếc ô tô này lên chiếc xe ben nhé các bạn ơi. Wow, wow, đổ xe rồi các bạn ơi, đổ xe rồi. Wow, tiếp theo là một chiếc ô tô trộn bê tông. Một chiếc ô tô trộn bê tông rất là đẹp này. Wow, đẹp quá. Các bạn nhìn thấy đẹp không? Wow, rất là đẹp nhá. Và đây cũng là một chiếc xe kéo này. Có cần kéo kéo này các bạn ơi, màu xanh này. Wow, đẹp chưa? 4 bánh xe cũng là màu xanh và màu đen nhá. Wow, rất là đẹp này. Wow, bên cạnh là một chiếc ô tô trộn bê tông nữa này các bạn ơi. Một chiếc ô tô bê tông hình con hổ rất là hung dữ. Wow, nó có 6 bánh xe các bạn nhá. Đây này, chỗ chạy bê tông ra này các bạn có thấy không? Chiếc bánh xe này. Wow, cần trộn bê tông rất là đẹp luôn. Wow, đẹp chưa? Wow, đây các bạn ơi, đây là một chiếc xe ben nữa này các bạn này. Đây lại là một chiếc xe ben. Wow, phát hiện ra cái gì rồi các bạn ơi. Wow, đây là lại là một túi đồ chơi mới này các bạn. Một túi đồ chơi với rất là nhiều các ô tô này các bạn ơi. Mình sẽ mở chiếc túi đồ chơi này ra cho các bạn xem nhá. Wow, đẹp quá các bạn ạ. Nào, rồi các bạn ơi, đây này. Wow, một chiếc cần cẩu này các bạn ơi. Một chiếc ô tô cần cẩu nhá. Wow, đẹp quá các bạn ạ. Mình sẽ để đây. Wow, một chiếc ô tô cần cẩu. Một chiếc ô tô trộn bê tông. Wow, đẹp chưa các bạn ơi. Rất là xịn sò. Một chiếc, wow, đây là hai chiếc ô tô đều giống nhau này các bạn này. Hai chiếc ô tô ben nhá. Hai chiếc ô tô ben bé này các bạn ơi. Wow, siêu đẹp luôn. Màu vàng, hai chiếc ô tô này hệt nhau luôn. Wow, đây là bộ đồ chơi rất là đẹp này. Ôi, xe máy cẩu này, xe trộn bê tông này. Các bạn, đây là một chiếc xe gì đây này các bạn ơi. Ui, đây là một chiếc xe ô tô điều khiển từ xa này các bạn ơi. Đây, xe ô tô điều khiển từ xa xịn sò này các bạn ơi. Wow, thấy các bạn thấy to chưa? Ui, đây có một chiếc xe máy xúc cát này, cói gầu bằng sắt nguyên khối này các bạn ơi. Ui, đẳng cấp không? Các bạn thấy ngầu không? Ui, máy xúc cát đấy, gầu bằng sắt luôn, cần dài này các bạn ơi. Hai chiếc máy xúc cát này. Ui, ở đây mình phát hiện ra một chiếc xe tăng điều khiển từ xa này các bạn ơi. Ui, xe tăng màu trắng tinh này. Ui, chiếc xe tăng này xịn đấy nhá. Bây giờ mình sẽ chơi luôn chiếc xe tăng này nào. Ui, hộp, các bạn ơi, cái hộp của chiếc xe tăng này các bạn ơi. Ui, đẳng cấp đấy các bạn ạ. Xịn đấy. Đấy, các bạn ơi, xịn nhá các bạn nhá. Chiếc xe tăng này đẳng cấp lắm. Xe tăng địa hình luôn đấy các bạn ơi. Vùng vùng vùng. Ui, ui, các bạn ơi. Wow, mình chưa bao giờ được chơi chiếc xe tăng này nó xịn như này các bạn ơi. Xoay 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 xoay. Đó, các bạn ơi, chiếc xe tăng này xịn không nào. Ui, 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 tốc độ đỉnh cao các bạn ạ. Wow, wow, wow. Ui, các bạn ơi, nào bây giờ mình sẽ khám phá một thế giới xe đồ chơi mới nhá. Ở đây thì có rất là nhiều khủng long này, khủng long bão chúa siêu to khổng lồ. Ui, các bạn ơi, khủng long ba đầu luôn, khủng long đầu rồng. Đây, khủng long để trứng này các bạn ơi, khủng long toàn là khủng long để trứng luôn các bạn ạ. Đây, hộp xe container điều khiển từ xa này. Hộp xe container điều khiển từ xa siêu to khổng lồ. Ui các bạn ơi, nào bây giờ mình giới thiệu với các bạn, đây là một chiếc xe cứu hỏa siêu to khổng lồ này. Xe cứu hỏa điều khiển từ xa đấy các bạn ơi. To. Wow, đây là xe cần cẩu móc này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe cần cẩu móc. Ui các bạn ơi, đây là một con khủng long bạo chúa siêu to khổng lồ này. Ui các bạn ơi, đây là một chiếc xe máy xúc cát này. Máy xúc cát điều khiển từ xa này các bạn ơi. Đẹp quá các bạn ơi. Wow, đây có một hộp xe máy xúc cát xịn sò. Wow, xe container các bạn ạ. Đây là xe container. Ui, đây là hộp xe đồ chơi mới xịn sò này các bạn ơi. Ui, hộp xe đồ chơi điều khiển từ xa đẳng cấp này. Wow, hộp xe ô tô điều khiển này. Ui, đây là hộp xe đồ chơi siêu to khổng lồ các bạn ơi. Wow, hộp xe tăng này mới xịn này các bạn ơi, siêu to khổng lồ luôn. Tốm các bạn ơi. Ui, ui các bạn ơi, đây mình phát hiện ra một hộp xe đồ chơi mới này. Đây là hộp xe tăng điều khiển từ xa địa hình này các bạn ơi. Ui, xịn xò lắm các bạn ạ. Wow, ui, vừa đi mình đã tìm thấy rất là nhiều xe đồ chơi dưới này các bạn ơi. Ở đây có những chiếc xe gì nào? À, đây có một chiếc tàu siêu tốc độ đỉnh cao này. Đây, ui, đây là một chiếc tàu thủy này các bạn ơi. Một chiếc tàu thủy rất là đẹp luôn. Ồ, một chiếc tàu thủy rất là xịn đấy.
Ui các bạn ơi, đây có một chiếc xe trộn bê tông rất là đẹp này. Đó, một chiếc xe trộn bê tông đẹp quá các bạn ơi. Ok, đây có một chiếc tàu thủy nữa này các bạn ơi. Đây là một chiếc tàu thủy rất là đẹp này. À, đấy, đấy có con khủng long cổ dài này. Khủng long cổ dài ăn hoa quả, ăn hoa quả. Xe tải ben chuyên đi chở đất này các bạn ơi. Xe ben chuyên đi chở đất rất là đẹp này. Ồ, đây nữa nha, đây cũng có một chiếc xe trộn bê tông rất là xịn này các bạn ơi. Ui, đẹp quá các bạn ạ. Ồ, xe trộn bê tông hoa hướng dương nha. Ui, xe bồn chở chở xăng dầu này. Ồ, ô tô Lamborghini này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe ô tô Lamborghini nha. Ui, đây là một chiếc xe cứu hộ bắp ngô nha. Ui, đây là một chiếc xe cứu hộ nữa này các bạn ơi. Xe biệt đội cứu hộ nha. Wow, xe của biệt đội cứu. À, đây là xe cậu chuyên đi xúc cát này các bạn ơi. Ui, đây là ô tô này. Đây là một chiếc ô tô rất là đẹp này các bạn ơi. Ô, xe trộn bê tông này. À, xe trộn bê tông rất là đẹp đấy các bạn ạ. Ui, đây có một chiếc xe lưng hàng này các bạn ơi. Wow, xe cậu chuyên đi xúc cát này các bạn ơi. À, xe cậu chuyên đi xúc cát rất là đẹp nha. Ui, đây có một chiếc xe cứu hộ này các bạn ơi. À, một chiếc xe cứu hộ rất là xịn sò đấy. Đẹp quá các bạn ơi. Ô, một chiếc máy bay trực thăng này. Đây là máy bay trực thăng đấy các bạn ơi. Đẹp quá. Ô, xe bồn. Xe bồn chở xăng dầu này. Ô, một con. Đây là một con nhện nha. Wow, ngầu quá. Đây nữa, đây là một chiếc xe lưu đường này. Ô, một chiếc xe cứu hộ nha. Wow, một chiếc xe máy cày ruộng này. Ô, xe cứu thương này. À, xe cứu thương rất là đẹp. Ui, xe lửa. Đây là một chiếc xe lửa này các bạn ơi. Ô, một chiếc máy bay nha. Máy bay này. Ui, một chiếc xe cặp gỗ này. Wow. Ui, đây là xe cứu hỏa chữa cháy này. Ui, máy xúc cát này các bạn ơi. Máy xúc cát nha. Wow. Đây là một con vịt này. À, con vịt đẹp quá các bạn ạ. Ui. Ui, các bạn thấy ngầu chưa? Đó. Ô, các bạn ơi, đây nữa nha, đây nữa nha. Đây rồi, mình lại tìm thấy một chiếc xe lửa này. Đây là một chiếc xe lửa rất là đẹp này các bạn ơi. À, chở chữ ABC rất là xịn đấy các bạn ạ. Rồi, cho vào đây nha. Ui, đây là một chiếc xe gì đây? Wow, một chiếc xe trộn bê tông rất là đẹp này các bạn ơi. Một chiếc xe bồn trộn bê tông rất là xịn luôn. Wow. Rồi, cho vào đây nào. Ui, đây là một chiếc xe ô tô cảnh sát này. Ừ, đây là một chiếc xe ô tô cảnh sát. Wow, đẹp quá các bạn ơi. Đây là một chiếc xe ô tô cảnh sát rất là xịn đấy các bạn ạ. Ui, wow. Đây là một chiếc xe này, là một chiếc xe này, là một chiếc xe. Không phải là xe, mà đây là một con cá chép nhá. Đẹp quá các bạn ạ. Ui, đây nữa nha. Đây là một con vịt. Vịt kêu quắc quắc này các bạn ơi. Ui, đẹp quá các bạn ơi. Ôi, wow, một con chó này. Đây là một con chó kêu gâu này các bạn ơi. À, con chó này xịn quá này các bạn. Ê, nưỡi này. Ê, con chó kêu gâu nhá. Ôi, cho vào đây nào. Ui, đây nữa này. Đây là một chiếc xe gì đây? Ui, đây là một chiếc xe này, là một chiếc xe ô tô cảnh sát này các bạn ơi. Đẹp quá này. Ôi, cho vào đấy nha. Wow, nhiều xe quá. Đây là một chiếc xe gì đây các bạn ơi? Đây là một chiếc xe lửa này. Ui, một chiếc xe lửa rất là đẹp. Không phải một chiếc xe lửa mà đây là một chiếc tàu thủy này các bạn ơi. Đây là một chiếc tàu thủy nhá. Rất là xịn luôn. Ôi, cho vào đây nào. Ui, đây là một chiếc xe gì đây? Một chiếc xe bồn chuyên đi chở. Xe bồn chuyên đi chở xăng dầu này. Ồ, đẹp quá. Ui, đây là một con khủng long này các bạn ơi. Khủng long trong suốt này. Ui. Ui. Đây nữa nha. Đây một cái lồng này là lồng chim này các bạn ơi. Ui. Đó, các bạn thấy nhiều đồ chơi chưa này. Ui, đây là một chiếc xe gì đây? Đây là một chiếc xe gì đây các bạn ơi? Đây là một chiếc xe píp píp này. Ui, đẹp quá các bạn ạ. Ui, đây là một chiếc xe cần cậu chuyên đi xúc cát nha. Đẹp quá các bạn ơi. Ok, một chiếc xe này là một chiếc xe cứu thương này. Wow, đây là tàu điện siêu tốc độ đỉnh cao này các bạn ơi. Ui, hôm nay mình tìm được quá là nhiều xe đấy. Nào, bên này nữa này. Ui, bên này có rất là nhiều xe nữa này. Các bạn ra ngoài ruộng rau để tìm xe đồ chơi nhá. À, mình vừa đi đã tìm ở rất là nhiều xe đồ chơi rồi này. Đây, mình xem ở đây có những chiếc xe gì nhá. Đó, các bạn thấy không nào. Đầu tiên là một
con voi. Con voi có cái vòi nhá, đấy, một con voi. Wow, ở đây thì có một chiếc xe tăng quân sự này. Đây là một chiếc xe tăng quân sự này các bạn ơi. Wow, đẹp chưa này. Ok. Nào, tiếp theo là một chiếc xe cần cầu, một chuyến đi múc cát này. À, chiếc xe này đẹp quá các bạn ơi. Nào, tiếp theo là ui, đây là một chiếc máy cày ruộng này các bạn ơi. Đây là một con trâu lái máy cày ruộng này. Wow. Ui, các bạn ơi, đây là một chiếc xe bồn trộn bê tông đẹp quá các bạn ơi. À, một chiếc xe bồn chở bê tông xịn quá này các bạn ơi. Ui, các bạn ơi, đây là xe gì đây? Đây, mình lấy ra cho bạn xem nhá. Xe gì đây? Wow. Các bạn ơi, nhiều xe quá này. Ui, bộ này có 4 chiếc xe công trình này. Đây, mình xem có những chiếc xe gì nhá. Các bạn ơi, đẳng cấp chưa nào? Đây, đầu tiên là một chiếc xe này, là một chiếc xe chuyên đi cứu hộ này. Xe bắp ngô của Ruby này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe Ruby của bắp ngô nhá. Đấy, xe Ruby đấy các bạn ơi, đẹp quá các bạn ạ. Xịn xò quá. Ok. Nào, đây là một chiếc xe máy xúc cát này. Một chiếc xe máy xúc cát xịn quá này các bạn ơi. Xe máy xúc cát rồi, hoa hừa cây xương rồng này các bạn ơi. Máy xúc cát cây xương rồng nhá, đẹp quá. Đây có một chiếc xe tải chuyên đi chợ đất này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe tải chuyên đi chợ đất nha. Đẹp quá các bạn ạ. Ui, nó ngầu chưa. Đây là một chiếc xe trộn bê tông hoa hướng dương này các bạn ơi. Xe bồn trộn bê tông hoa hướng dương nhá, đẹp quá các bạn ạ. Ok, mình đi tìm tiếp. Ui, các bạn ơi, ui, ở bên này mình phát hiện ra một bao nhiêu xe đồ chơi này. Đây mình xem nào, mình xem có xe nu đường này. Đây là một chiếc xe nu đường khủng long này các bạn ơi, đẹp quá các bạn ạ. Wow, xịn quá này. Ui, đây có một chiếc xe máy cày ruộng này. Đây là một chiếc xe máy cày ruộng này các bạn ơi. Wow, đây là xe máy cày ruộng. Đẹp quá các bạn ạ. Ui, đây có một con vịt. Con vịt đạp xe này. Wow, đẹp chưa, đẳng cấp chưa. Các bạn thấy ngầu chưa nào. Đây có một chiếc xe lưng hàng này. Ui, đây là một chiếc xe lưng hàng này. Đấy, đúng không, đây là một chiếc xe lưng hàng này. Quá đẹp luôn, xịn sò đẳng cấp luôn. Rồi, tiếp theo là một chiếc xe ô tô Lamborghini này. Đây là xe ô tô cảnh sát này. Đẹp quá các bạn ạ. Ui, động cơ trong suốt nhá. Ok, đây là một chiếc xe này, là một chiếc xe ủi núa ủi đất này. Một chiếc xe ủi núa ủi đất này, quá là xịn đấy các bạn ạ. Quá là đẹp luôn. Đó, khủng long ba sừng luôn nhá. Đây là một chiếc máy bay 2 tầng luôn này, máy bay trực thăng 2 tầng này các bạn ơi. Quá là xịn luôn. Wow. Ở đây nữa nha. Đây này, đây là một chiếc tàu thủy nha. Một chiếc tàu thủy quá là xịn luôn. Ôi, đây là một chiếc xe cứu hộ này các bạn ơi. Xe cứu hộ đẹp quá. Đây có một chiếc xe cứu hộ này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe cứu hộ này cũng rất là xịn này. Wow. Đây có một chiếc xe lửa này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe lửa này. Wow, đẹp quá này các bạn ơi. Xịn chưa. Ui, đây là một chiếc tàu thủy nữa này các bạn ơi. Đây là một chiếc tàu thủy này, đẹp quá này các bạn ơi. Wow, con mèo lái xe tàu thủy này. Đây là một chiếc máy bay này. Máy bay đẹp quá này các bạn ơi. Wow. Ui, lặng quá các bạn ạ. Lặng quá. Đi tìm tiếp. Ui các bạn ơi, ở bên này mình có phát hiện ra rất là nhiều đồ chơi nữa này. Đây rồi, đây là một chiếc xe lửa này. Đây là một chiếc xe lửa rất là đẹp này các bạn ơi. Đó. Ui, đây còn có một chiếc xe lửa chở kim cương này các bạn ơi. Đây là xe lửa chở kim cương rất là xịn sò đấy. Đẹp chưa này. Wow, đẳng cấp chưa. Ui, hôm nay cẩu móc này các bạn ơi. Là một chiếc xe cần cẩu móc nha. Ui, động cơ rất là mạnh này các bạn ơi. Ui, các bạn ơi, tiếp theo là một con chó kêu gâu gâu này. Đây là một con chó đồ chơi này các bạn ơi. Đó, một con chó đồ chơi nhá. Ui, wow. Ui, đây là một chiếc xe lửa này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe lửa nha. Pip 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 pip. Wow, xe bồn trộn bê tông màu trắng này các bạn ơi. Một chiếc xe bồn trộn bê tông. Ui, ở đây mình phát hiện ra rất là nhiều xe. Đây có một chiếc xe máy xúc cần dài này các bạn ơi. Đây là máy xúc cát cần dài này. Ui, có cần rất là dài luôn nhá. Đây là máy xúc cát điều khiển từ xa đấy các bạn ơi. Wow, các bạn thấy hay chưa. Một chiếc xe máy xúc cát. Đây là ô tô bay này. Đây là ô tô bay này. Wow. Đó, biến hình luôn. Ô tô biến hình thì máy bay. Máy bay biến hình thì ô tô, xịn xò luôn đấy các bạn ơi. Ui, đó, hay chưa, hay chưa. Nào, bay lên bầu trời cao nào. Ui, đó, vui chưa, vui chưa. Ui, đó. Pip, 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 pip. Bip 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 bip. Ui, đây là một chiếc xe ô tô. Đây là một chiếc xe dọn rác các bạn ạ. Đây là một chiếc xe dọn rác nha. Ui. Nào, bây giờ mình sẽ chạy thử luôn là bip 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 bip
Pip 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 pip. Wow. Đấy, các bạn thấy hay chưa? Ui. Pip 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 pip. Wow. Pip 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 pip. Nào, bây giờ mình giới thiệu với các bạn, đây là một chiếc xe thang nhá. Một chiếc xe thang. Ui. Đây có một chiếc xe tải chở ô tô này. Đây là xe tải chở ô tô đồ chơi đấy các bạn ơi. Ui đẹp chưa này các bạn ơi. Đó. Pip 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 pip. Đây là xe bíp này các bạn ơi. Ồ. Đây là một chiếc xe lửa này. Đây là một chiếc xe lửa này các bạn ơi. Pip 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 pip. Một chiếc xe lửa đẹp quá các bạn ơi. Wow, hay chưa hay chưa. Ồ, đẳng cấp chưa này các bạn ơi. Wow. Nào, đây có một chiếc xe ô tô bắn, à xe cảnh sát này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe cảnh sát nha. Ui. Wow, đây là ô tô cảnh sát này các bạn. Ôi ôi. Ui, xe tải chở máy xúc cát con lợn này các bạn ơi. Đây là xe tải chở máy xúc cát con lợn này, xe máy xúc cát này. Ôi đẹp quá này các bạn ơi. Ui đấy, đây là máy xúc cát nha. Đây là con lợn này, xe máy xúc cát đấy các bạn ơi. Wow. Pi 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 pi. Pi 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 pi. Nào, chị thử luôn nào. Đây là một chiếc xe cứu hộ nha. Đây là một chiếc xe cứu hộ đấy các bạn ơi. Wow. Các bạn thấy hay chưa? Một chiếc xe cứu hộ xịn chưa? Pi 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 pi. Wow. Đây cũng là một chiếc xe bồn trộn bê tông xịn sò này các bạn ơi. Đó, pi 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 pi. Wow, pi 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 pi. Pi 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 pi. Ui, đây là một chiếc xe bíp nữa này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe bíp chở các bạn học sinh đi học màu đỏ nha. Wow, đẹp quá các bạn ơi. Ồ, xịn quá các bạn ạ. Wow. Chiếc xe bíp này ngầu quá. Pi 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 pi. Pi 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 pi. Ui các bạn ơi, đây là một chiếc xe cứu hộ nha. Đây là một chiếc xe cứu hộ đấy. Pi 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 pi. Pi 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 pi. Ồ, đây là một chiếc xe cứu hộ này các bạn ơi. Wow, xe bíp này. Đây xe bíp cảnh sát đi các bạn ơi. Đẹp nhá các bạn nhờ. Wow, động cơ rất là mạnh luôn. Pi 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 pi. Ừ, các bạn ơi. Tiếp theo, ô đây là một chiếc xe vận tải vận cẩu chuyên đi dự cầu rác này các bạn ơi. Pi 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 pi. Ui đây là một chiếc xe bồn trộn bê tông xịn sò này các bạn ơi. Wow, đẹp quá các bạn ơi. Ôi đẹp quá. Wow. Đây là một chiếc xe tải chở đất này. Ô xe ben chở đất đấy các bạn ạ. Ui. Đó bật đen luôn. No. Xe ben xịn sò này các bạn ơi. Ui động cơ rất là mạnh này các bạn ơi. Pi pi pi. Ui đây là xe pi 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 pi. Wow. Các bạn ơi, chiếc xe bíp này có đèn, có âm thanh và ánh sáng này các bạn ơi. Wow, đẹp quá các bạn ơi. Pip 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 pip. Đó, đây xe bồn trộn bê tông này. Đây là một chiếc xe bồn trộn bê tông rất là đẹp này. Wow. Đó, hay chưa? Ui, đây là một chiếc xe bồn trộn bê tông quá là mới và đẹp đấy các bạn ơi. Ừ, các bạn thấy đẹp chưa? Wow. Xe cần cẩu móc này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe cần cẩu móc xịn sò quá các bạn ơi. Wow đẹp quá các bạn ơi. Ồ. Pip 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 pip. Ừ. Pip 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 pip. Ui. Ừ các bạn ơi, đây là xe cứu hỏa chữa cháy nha. Ồ, một chiếc xe cứu hỏa chữa cháy xoay 360 độ này các bạn ơi. Ui. Wow. Các bạn ơi, đầu tiên là một chiếc xe G65 này, ô tô cảnh sát G65 các bạn nhá. Xe bán tải cảnh sát xịn sò màu trắng các bạn ơi. Ừ. Xe G63 xịn sò luôn, nổ bằng cao su quá đẹp luôn các bạn ơi. Đây. À, các bạn thấy động cơ mạnh chưa? Đẳng cấp chưa? Wow, quá là xịn luôn. Quá đẳng cấp luôn. Thôi. Chỗ này đoạn mình sẽ tìm hiểu sau các bạn nhá. Mình sẽ tìm hiểu những chiếc xe ở đây trước siêu to khổng lồ các bạn ạ. Có những chiếc xe siêu to khổng lồ luôn. Đầu tiên là một chiếc xe môi trường chuyên đi chở rác các bạn ạ. Xe này là xe môi trường chuyên đi chở rác nha. Quá là đẹp luôn. Cabin màu trắng nha. Cabin màu trắng này. Cái thùng màu xanh nha. Cái thùng này màu xanh này các bạn ơi. Đấy, thì chiếc xe này có thể mở được nắp thùng. Đấy, các bạn đẳng cấp chưa? Quá là xịn luôn. Rồi. Giới thiệu với các bạn, tiếp theo là một chiếc xe bồn chở bê tông siêu to khổng lồ các bạn ạ. Xe bồn này, xe bồn chở bê tông siêu to khổng lồ luôn. Đấy, có một cái còi, hai cái còi, ba cái còi, bốn cái còi. Đó. Xoay được cả bồn nha. Có vòi chút bê tông luôn nha. Rồi, chở bê tông đi xây biệt thự thôi các bạn ơi. Pi 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 pi. Rồi, để đây nha.
siêu to khổng lồ luôn các bạn. To lắm. Rồi, giới thiệu với các bạn tiếp theo nào, một chiếc xe khủng long này. Đây là một chiếc xe tải khủng long siêu to khổng lồ, có mã số này các bạn ơi, 0077 đấy. Xe không phanh, xe không phanh đấy. Các bạn thấy không, to lắm nha, chiếc xe này siêu bự luôn đấy. Ở bên trong chở cái gì nào, à, mình mở cái đây là đầu khủng long bạo chúa siêu to khổng lồ các bạn nha. Đầu khủng long bạo chúa đây, cái mắt này đấy. Bây giờ mình sẽ mở ra cho bạn xem nào, bên trong có những con khủng long gì nha. Đây mình sẽ mở đằng này, đây các bạn này, vận này sẽ ra này đấy các bạn định. Ui dồi, không ra. Đây là một con khủng long này, ui ngầu không, mình ở đây cho bạn xem nha. Tiếp theo nào, khủng long gì nào, ui khủng long này, khủng long ăn thịt các bạn ạ. Ui đấy các bạn thấy ngầu không. Nào tiếp theo, khủng long có sừng nha, đấy đẳng cấp luôn. Trong này còn con khủng long gì đây, khủng long có sừng luôn này các bạn ơi. Nói cậu đấy ngầu không, đẳng cấp không, đầu khủng long bạo chúa siêu to khổng lồ các bạn ạ. Đấy to. Rồi giới thiệu các bạn, đây là một chiếc xe ben siêu to khổng lồ các bạn ơi. Đấy, xe ben siêu bự luôn nha, ben luôn này. À, đi làm việc rồi. Rồi ok, đây là một chiếc xe bồn trộn bê tông siêu to khổng lồ các bạn ạ. Xe bồn trộn bê tông siêu to khổng lồ, xoay bồn cho đều bê tông bên trong các nhà, xoay bồn cho đều bê tông bên trong đấy, quá là đẹp luôn, quá là xịn luôn, có vòi chút bê tông luôn đấy các bạn ơi. To rồi, túi các con vật này, đấy, con voi này, con ngựa này, đấy, chà, con hươu cao cổ và con hổ này, đấy, các bạn này, túi đồ chơi này, khủng long này, đây là bộ đồ chơi gì đây? Wow, đây là bộ đồ chơi 12 con giáp các bạn ạ, đấy, bộ đồ chơi 12, đấy, con trâu này, đấy, con bò, đấy, con không phải các bạn nhá, con chuột nhá, con ngựa, đấy, con khỉ này, con chó, con gà các kiểu luôn. Ôi, có cả rồng này, đấy, có cả rồng luôn nhá, đấy, có cả lợn luôn này cậu ơi, đấy, có cả dê nhá, con khỉ luôn này, đấy, có cả hổ nhá. Wow, rất là ngầu luôn. Rồi, cái vợt đấy các bạn ơi, cái bộ đồ chơi này rất là đẹp luôn. Rồi, ok, nào. Tiếp theo là cái bộ đồ chơi khám bác sĩ này các bạn ơi, đồ Digimon khám bác sĩ này, đấy, túi đồ chơi của bé, ai, cái túi đồ chơi này rất là đẹp các bạn ạ. Rồi, ok. Rồi giới thiệu với các bạn, tiếp theo là một chiếc xe cẩu Mukka rất là xịn xò nha. Đây là một chiếc xe cẩu chuyên đi Mukka đấy các bạn ơi. Rồi, đây là một chiếc xe máy xúc cát khủng long bà sừng này các bạn ơi. Đó, ơi, hai chiếc xe máy xúc cát khủng long bà sừng luôn đấy các bạn ơi. Có ra đẹp luôn. Đây là xe máy xúc cát khủng long bạo chúa siêu to khổng lồ. Một chiếc này, hai chiếc, ba chiếc luôn nha. Rồi, đây là một chiếc xe cẩu Mukka cảnh sát nha. Rồi, bây giờ mình xem còn xe gì xịn không để chơi tiếp thôi. À, rất là nhiều xe to khổng lồ ở trên này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe bồn trộn bê tông rất to các bạn ạ. Đấy. Xe máy xúc cát rất là xịn sò đấy. À, đây là một chiếc xe máy xúc cát cần dài này các bạn ơi. Cần rất là dài nha. Chiếc xe này thiết kế theo kiểu cần dài đấy các bạn ơi. Đấy, rất là đẳng cấp luôn. Rồi.